Chào các bạn mình là Top Ngôn Tình đây. Trước khi xem video phiền các bạn dành ra 3 giây để ấn like video và đăng ký kênh. Để mình có thêm động lực ra nhiều video chất lượng hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Tiếp tập trước, Tô Niên bắt Anna và Selena lại không cho đi vào mê cung tham chiến. Nhưng sau cùng vẫn phải chấp nhận để hai cô nàng bên cạnh cùng xem trận chiến. Lúc này hai cô nàng vô cùng hưng phấn còn gắn thêm mấy sợi dâu trên miệng như hai con mèo. Ba người đứng trước cổng thành ngầm chờ đợi nhưng trong có vẻ mặt Tô Niên không mấy hài lòng lắm. Quay lại chỗ Freya, Cô ta nhẹ nhàng vuốt tóc ngẩn đầu thầm nghĩ, ta, à, trưởng công chúa của Ojila, thiếu nữ ma pháp thiên tài, người kế thừa phù thủy ngôi sao. Chỉ cần lần này lấy được trái tim rồng, việc thăng cấp phù thủy ngôi sao sẽ không cần suy nghĩ nữa. Hơn nữa còn có thể giành được tiền thưởng và quyền lợi của vua nước Andreas, giành được sự công nhận của phụ vương. Cô ta tiến đến cánh cửa trước mặt khẳng định chỉ vào, đây chính là lối vào thành ngầm. Ta đây từng đọc rất nhiều câu chuyện tài liệu về thành ngầm ở thư viện hoàng gia. Cánh cổng bằng đá được chạm khắc tinh thế thế này đều là thuật che mắt vậy nên đây nhất định không phải lối vào tên phía sau nghe vậy liền ngạc nhiên đồng tình có lý tên tóc xám liền phản bác lại nhăn mày có lý cái gì các ngươi không trông thấy gợi ý của người chơi sao trước mặt hắn có một chốt cơ quan để tấm bảng màu vàng ghi rõ lối vào thành ngầm hắn liền cầm vào chốt nắm kéo ra cạch uỳnh cánh cửa lớn bên cạnh liền mở ra freya lo lắng không tin đây thật sự là lối vào những người khác vô cùng kinh ngạc oa freya tức giận đá mạnh vào mặt tên kế bên cái đồ chết tiệt đều tại ngươi ảnh hưởng đến phán đoán của ta dầm hắn vô duyên bị đánh thì rất cay cú trong lòng nhưng vẫn nhẫn nhịn im lặng bùng ngọn lửa cháy sáng lên soi vào những cánh cửa tên cầm đuốc lên tiếng hỏi đây là lối vào mê cung thành ngầm có ba cánh cửa chúng ta nên đi cái nào freya nghiêng người kiêu ngạo nhìn bọn họ để ta từ bi nói cho các ngươi vậy cả ba cánh cửa đều có cơ hội ra khỏi mê cung ta khuyên các ngươi không nên tách ra mọi người đi một trong số đó đi cho dù chỉ có một cái là thật không đi được thì chúng ta lại ra ngoài đi cái khác Tên tóc xám liền bác bỏ ý kiến đó ngay, cô gái này, bọn ta không có thời gian để thử. Hắn ra lệnh chỉ huy, "Mary, ngươi dẫn theo một vài người đi cửa bên trái, ta dẫn một ít đi cửa giữa, những người còn lại đi theo Freya đến cửa bên phải." Freya nghe vậy tức giận trong lòng, "Chết tiệt, dám phớt lờ công chúa ta, nếu không phải ta cần thanh lửa uy lực cực lớn trên người ngươi để chống lại ác long thì ta đã không đi theo các ngươi rồi." "Đợi ta ra ngoài, nhất định sẽ bảo phụ vương hạ lệnh xử chết tên khốn không coi ai ra gì ngươi." Freya bước vào cánh cửa đi được một hồi thì, rầm, cô ta đụng phải cái gì đó mà la lên, cái gì vậy, dám cản đường công. Ta, Freya ngước đầu lên nhìn, đây là tượng ác long sao, Freya bắt đầu sờ mó bức tượng than phục, bức tượng rồng đen này cũng đỉnh thật đấy. Cảm giác chạm tay vào thế này cho dù là bậc thầy điêu khắc cũng khó mà đạt được trình độ đó. Freya vẫn tiếp tục vuốt ve bức tượng làm cho tô niên ngại ngùng đỏ mặt chảy mồ hôi gượng gạo cố nhịn vì giả làm tượng đá để quan sát và đột kích người chơi. Điểm hệ thống hiện tại, 46.995, độ hảo cảm của Anna 300, độ hảo cảm của Selena 300, độ hảo cảm của Dela không. Tập truyện đến đây kết thúc rồi, nếu thấy hay cho mình xin một like, một chia sẻ, để mình có thêm động lực ra nhiều video nữa nhé. Nhớ bấm theo dõi để xem tiếp những tập tiếp theo. Chúc các bạn có một ngày tràn đầy năng lượng.